Xin chào tất cả các bạn. Bài viết hôm nay tôi sẽ nói về Mai Lan Cúc Trúc, bốn biểu tượng trang trí trong những ngày Tết Nguyên Đán. Trong văn hóa Việt Nam, những loài hoa truyền thống như Mai Lan Cúc Trúc không chỉ là những vật trang trí đẹp mắt mà còn mang theo nhiều giá trị tinh thần sâu sắc. Những biểu tượng này không chỉ làm phong phú thêm không khí Tết mà còn kể lên những câu chuyện về tình yêu, may mắn và sự thịnh vượng. Thứ nhất, hoa mai với vẻ ngoại hình rực rỡ và sáng tạo thường được đặt ở vị trí trung tâm trong không gian trang trí Tết, đại diện cho sự may mắn và thịnh vượng. Mai không chỉ biểu tượng cho sự sống mãnh liệt mà còn là sự hiện diện của niềm vui và hạnh phúc trong gia đình. Thứ hai, hoa lan với vẻ đẹp thanh lịch thường thấy trong các bức tranh trang trí trong gia đình. Lan không chỉ làm cho không gian trở nên sang trọng mà còn biểu tượng một sự cao quý và phú quý. Điều này tạo nên một không khí lịch lãm và tinh tế trong dịp lễ Tết. Thứ ba, hoa cúc, màu trắng hay màu vàng, màu trắng tinh khôi hay màu vàng rực rỡ thường được sử dụng để tạo nên thuần khiết và tinh tế trong không gian Tết. Cúc trắng cũng như viên ngọc trắng không chỉ đẹp mắt mà còn làm cho biểu tượng của sự trong sáng và tinh khiết. Thứ tư, cây trúc. Với những cành mảnh mai đưa đến không khí của sự bình an và tĩnh lặng. Cành trúc không chỉ làm cho không gian trang trí trở nên thanh thoát mà còn mang lại cảm giác an nhiên, làm dịu đi bất kỳ căng thẳng nào của cuộc sống. Tóm lại, bốn loại hoa truyền thống Mai Lan Cúc Trúc không chỉ làm đẹp cho không gian mà còn là những người bạn đồng hành, mang theo những giá trị văn hóa sâu sắc. Những biểu tượng này không chỉ giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống mà còn làm cho mỗi ngôi nhà trở nên ấm áp và đẹp đẽ trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm như là ngày Tết Nguyên Đán. Hy vọng video này sẽ đem đến cho quý vị những cảm giác thoải mái và mang lại những tâm hồn yêu hoa Mai Lan Cúc Trúc. Thank you for watching and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.